Trước mình tới đâu ha quý vị? Trước trả lời phải không? Tới ngay chỗ cái ý cuối của cái của số 6 nè, ý là tàu bạn đó. Ok. Chờ xíu ha, chờ đủ đủ không? Trong khi chờ đợi đó quý vị có câu hỏi nào không? Cái gì có thể hỏi? Câu giờ. Tập thì nhiều câu hỏi lắm, trong đây cũng nhiều nè, bài tập cũng nhiều, đang thu vén để mai mốt nọ kia ra mắt một cái buổi, là cái buổi vấn đáp để trả lời câu hỏi. Quan hỷ quá, nhiều quá nhiều câu hỏi đấy, trong lớp đâu giải quyết hết, thì mình sẽ ra bữa đó để mình giải quyết đó, rồi cho bạn bè thân hữu anh em năm châu bốn biển cũng đặt câu hỏi gì đó vô. Các bạn muốn trải nghiệm trả lời câu hỏi cái mình cho vô thử buổi để vấn đáp. Có bạn nào đăng ký không? Tìm gù hết ha. Vậy là không có tự lập đó. Tăng hả? Tăng đăng ký hả con? Ký nha. Vậy thì cái buổi đó trong môn bổ trợ luôn hay sao thầy? Bà My thì chơi chơi tập trước nữa. Đâu có, con mình có một cái buổi gì đó mà tăng một cái buổi gì đó cho con lên cho con trả lời cái thiên hạ ai muốn hỏi gì đó hỏi đó, ai muốn hỏi gì hỏi. Tăng sẽ là người giải đáp. Đó là trả lời trực tiếp. Rồi trả lời gián tiếp là trả lời những cái câu mà trong các lớp bổ trợ còn thừa. Để đem đó mình trả lời. Nếu như có những cái quý vị đó ở trong cái buổi tham dự á, thì mình nhặt ra. Hiểu không Tăng? Vậy thì công bằng ha.
Muốn muốn dễ hiểu không? Muốn dễ hiểu thì cho con làm liền. Cho con mần liền nữa là một đống câu hỏi kìa, cho tập con tập thử ra trả lời. À, họ cũng sẽ cho một người tập à, tập trả lời cho quen ha. Thấy hỏi tốt quá rồi đó, có khả năng đặt câu hỏi rồi vậy đó, mà hồi đó giờ không giờ đặt, chờ tới mà người ta đó là dí súng vô đầu rất là mới chịu đặt, ta đốt lửa sau đít mới chịu đặt, đặt cái ra cả nồi á. Trời ơi nó phụ trợ nào trong cái trang tính cũng lừ câu hỏi hết hả. Vậy đó mà bình thường đi học lớp kêu đặt không có câu hỏi, không có câu hỏi thiệt tình chứ. Rồi giờ mình đi trả lời nè, đóng câu hỏi luôn nè. Rồi là thì bạn cũng được tập trả lời câu hỏi. Nay mình tới câu số 7 nha, nay 7 8 9 16 ha. Sự không có hậu sanh duyên mà ta đã muốn như trên đó, có khi nào là do một cái hậu sinh duyên khác nữa không? Rồi thôi bây giờ tôi đánh tên vô, tôi đánh tên vô cho quý vị trả lời, rồi xong cái tôi sửa. Trong đây có 16 qua 16 thì trừ 2 là còn 14. Còn 14. À còn 14 vậy là trừ mấy bạn mới ra mấy bạn cũ. À, cứ theo thứ tự đó mà trả lời. À. Nhiều này là câu số 7 này của bạn số 1. Nó hiện trên danh sách của tôi á. Số mấy thì tôi sẽ mời người đó. À, 8 số 2, 9 số 3, nhân dân dân. À. Ủa câu số 9 này trả lời rồi nè. Phát thú rồi. Câu số 1. Trời ơi. Câu số 1 ngay bà Tú luôn. Câu số 2 là ngay Quỳnh. Nhi à? Nhi mới hả? Cũ hồi Nhi trò mới đi ha. Để Nhi trả lời lâu lắm, trời ơi, nó gặn chữ ra là hết luôn tiếc nữa. À, câu số 3. À, phát thú xong rồi, bỏ phát thú ha, trả lời rồi, câu số tới câu số 10 đó. Đấy câu số 10 là lợn. À, câu 11 là bo. À, câu 12 là cô mi. Câu 13 là cô tiền. Câu 14 là Barik. Rồi đó theo thứ tự đó, rồi sau khi mà trả lời đó cái tôi thấy không ổn á, cái tôi kêu tiếp những người còn lại dưới bất ngờ trả lời liền. Còn mấy quý vị nãy giờ tôi phân chia ra đó là đã có được trụ bị rồi, hay được biết mình chết lúc nào rồi không? Rồi giờ đầu tiên mời cô Tú. Alo. Alo, đây là con hỏi luôn á. Dám bà đọc mà bà không hiểu lắm mà.
gu luôn này. Theo tôi á là tôi đọc cái bộ nó hơi khó hiểu á, nhưng mà theo tôi á, tại vì câu hỏi nó ghi là sự không có hậu sinh viên mà ta đã muốn nghi cha, có khi nào là do một cái hậu sinh viên thằng có khác nữa không? Thì theo tôi nghĩ đó là có, vì sao? Vì theo như cái định nghĩa của hậu sinh viên là mãnh lực giúp đỡ ủng hộ của cái sau làm riêng cho cái hiện tại. Tức là ví dụ như mình muốn là sau này mình không có hậu sinh viên đó, thì hiện tại là đã có cái ý muốn để mà mình không có cái hậu sinh viên đó rồi. Nó hơi gấu cho ta. Chưa, Hết rồi. cảm ơn. Hết mình nói hết mà không cần nói rối. Hay gì người ta nghe người ta biết rối hay không rối. Rồi vậy tiếp theo mời người khác trả lời câu hỏi này. Hỏi mới được 5 điểm thôi, chưa có hoàn thiện. Hồi nãy tới ai gọi mà tới bà Gích rồi ha, bà Gích rồi. Phường thì mới quá, ăn cũng mới luôn. Ký à, tôi nói trước chú gì chuẩn bị sao. Ký là Trúc, sao Trúc là Khánh Toàn, và Khánh Toàn mới quá cho nên là tới cô Kim Ngọc. À, cuối cùng rồi, bây giờ mời Ký trả lời câu số 7 tiếp cô Tú. Dạ, cho con hiểu cái hậu sinh viên ở đây là ý cái người hỏi câu này là đang trồng những cái hậu sinh viên khác nhau vào cuộc con hỏi nên có thể mình bị đói, nhưng mà khi mình gỡ nó ra rồi thì mình có thể hiểu được một cách đầy đủ là như thế này, là mình có cái sự mình cái câu hỏi đặt ra là sự không có hậu sinh viên mà ta đã muốn, tức là cái hậu sinh viên mà ta không muốn đó, mình trồng nghĩa nó lại với cái câu là cái hậu sinh viên mà ta không muốn thì nó có phải do một cái hậu sinh viên khác nữa không? Thì từ cái hôm trước là mình đã thống nhất với nhau á, là cái chuyện mà mình nhìn thấy được và mình biết được cái hậu duyên nào là không nên có, mà mình quan sát được cái môn nào để đóng và để mở cho nó phù hợp, thì cái chuyện mình cũng nhìn thấy được cái hậu sinh viên nào là nên có, thì cái là nên có đó thì cũng là cái giúp cho mình đóng cái không nên có lại. Cho nên cái câu hỏi này đặt ra như vậy là nên có, tại vì một cái hậu sinh viên tốt, còn gọi một sinh viên thiện đi, thì khi có một cái hậu sinh viên thiện như vậy sẽ là cái giúp để cho mình biết được là nên mở cái cổng nó ra, và nếu như một cái hậu sinh viên đó là không tốt, bất thiện thì sẽ là lúc để cho mình biết là mình đóng cái cổng lại. Dạ rồi. Gối của he gối hơn cô Tú nữa. Nói chung là trả lời cũng là có hơn mà giảm giá giải quá quá. Rồi, cũng 5 điểm. Rồi, chúc. Thì nãy thì con gặp con hỏi thì con trả lời là có. Hỏi thì theo con nghĩ là các chị nói với nhau có thể là hỏi chuyên viên ở cái vấn đề là đang bàn ở trên đó, là nó sẽ là từ công viên để mở đầu cho một hậu sinh viên khác, thì con mới chỉ nghĩ tới đó. Rồi, cảm ơn. Đỡ gói hơn, nhưng cũng 5 điểm. Rồi, tiếp theo mời cô Ngọc. À quên, cô Ngọc có nói được không? Ok. Sao ghi, mời cô Ngọc đánh lên. Tới cô Ngọc mà vẫn 5 điểm nữa ha, là tôi quay trở lên tôi hỏi xuống trở lại. Tại sao mà tôi hỏi như vậy không được quên để cho anh ta trả lời, tôi nói lộ. Hãy
Trường hợp là sao để coi đánh lên coi sao ha. Thấy lạ lạ hơn nè, lạ lạ coi có cơ hội đúng nhiều. Trả lời xong rồi đó thầy. Xong chưa? Xong rồi ha. Trường hợp có các duyên nối tiếp sau câu sinh duyên với nhau nên có thể có nhiều hậu sinh duyên. Nói chung là có. Không chứ. Trời đất ơi. Bài trả lời tỉnh khô cơ kìa. Xỉu chưa? 5 điểm. Ở hồi nãy cô Tú rồi hả? Lỡ. Ừ. Con trả lời thử nha thầy. Ừ, cũng tới con đó. con nghĩ là, để con đọc lại câu hỏi, sự không có hậu sinh duyên mà ta đã muốn như trên đó có khi nào là do một cái hậu sinh duyên nào có khác nữa hay không? Thì con trả lời là có. Cái hậu sinh duyên mà ta không muốn ở trên đó, thì theo cái sự suy nghĩ của con ấy, thì nó là cái hậu sinh duyên mà nó là cái hậu sinh duyên mà ta không muốn, là cái hậu sinh duyên bất thiện, là cái hậu sinh duyên mà ta không có muốn mở cửa tiếp tục để cho cái tâm của mình nó bắt lấy cái cảnh bất thiện, nó không để cho ta bất thiện, mình bắt lấy cảnh để cái sinh ra cái cảnh khởi nghiệp, để mà những cái chuyện đó là hậu sinh duyên để sinh ra những tất thiện tương lai, thì chúng ta không muốn cái hậu sinh duyên đó. Thì để chúng ta có được cái sự không muốn cái hậu sinh duyên đó, thì chúng ta cần phải có cái sự mong muốn những hậu sinh viên thiện, đúng không? Chẳng hạn như chúng ta muốn tu tập, chúng ta muốn không muốn chúng ta muốn tạo ra những cái chủng tử nghiệp thiện để nó hỗ trợ chúng ta trên cái con đường tu tập để đi đến giác ngộ, thì cái sự có những cái chủng tử nghiệp thiện đó, cái sự có cái sự tu tập đó để là cái hậu sinh viên hiện tại, để chúng ta có cái sự chủ động, chúng ta đóng cửa, chúng ta không có để cho cái tâm bất thiện nó tiếp tục bắt lấy cái cảnh nó nữa, thì con nghĩ là chúng ta cái hậu sinh duyên để dẫn đến những cái phát hiện nó sẽ là cái một cái điều kiện để chúng ta không có cái hậu sinh duyên dẫn đến những phát hiện, cho nên là cái câu trả lời của con cái câu hỏi này là có. Xin hết.
Rồi, 5 điểm. Đó ha. Trời ơi. Rồi, bây giờ mất thời gian quá, tôi nói hồi nó quay lại sau cho mấy người kia. Hồi tới đợt 2, trả lời là không chỉ có, không chỉ có, đâu có phải bởi vì hậu sinh viên cho nên mình mới mong muốn vượt khỏi hậu sinh viên, mà còn bởi vì y duyên cho nên mình mong muốn vượt khỏi hậu sinh viên nữa. Anh chế y duyên được không, hậu tương duyên được không, quý vị hiểu không vậy? Ủa vậy sao vậy? Sao tôi nói cho anh cái hiểu mà hay vậy đó, thông minh này ghê không? Vậy trả lời vậy. Giờ tại không nghĩ tới. Nó trời ơi, xỉu chưa? À, trời ơi, tôi chỉ có hậu sinh viên cho nên mới có hiện hậu sinh viên, nó cũng đóng viên kia chứ. Xỉu chứ, dầm dầm dầm, dầm 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 dầm, không già đâu hết. Hình như tôi hiểu cái người mà muốn hỏi cái câu này á, là họ đang suy nghĩ là cái hậu sinh viên nó là có một cái một à, Họ hiểu như mà là trong khi đó cái hậu sinh viên mình đang nói tới nó là cái mãnh lực, thì có quá trình cái lý do, có quá trình những cái hiển bài của cái mãnh lực đó, phải không? Không biết người hỏi phải có ý vậy không, cũng ai hỏi. biết ai hỏi à. Đó, nhưng mà nói vậy là xong. Số 7. Không, nhưng mà thôi phải kiên nhẫn để quý vị trả lời. Hậu sinh viên nào là nguy hiểm nhất cho đường tu tiến mà ta nên chú ý, không để có khi đóng cửa. Hậu sinh viên nào? Này đúng ra là câu cho câu hỏi câu hậu trả lời của ai ta, tới ai vậy? Quỳnh hả? Rồi con Quỳnh mình nè. À. Vô con. Bữa đó tôi có ép buộc quý vị đặt câu hỏi không ta? Sao mấy câu hỏi sau này nó chất chết sao? Hèn chi ha. Tại vì mình không có tự nguyện đó. Hết rồi hả Quỳnh? Hết, con cho thầy cái chữ hết đi đặng thầy khỏi chờ con, hiểu không? Ôi trời, nó xỉu là cái xỉu liền vậy đó. Trời ơi, trả lời đó gúng gúng không? Rồi. Lớn. Quỳnh Dạ không, con mời Quỳnh không điểm rồi đó. con nghĩ hậu sinh viên mà nguy hiểm nhất cho con đường tu tiến mà không nên để cho nó xảy ra để mà phải đóng cửa là sự nhất giới. Con nghĩ đó là cái sự nguy hiểm nhất mà không nên để cho nó xảy ra. Con xin hết. Không điểm. Còn cái nguy hiểm hơn nữa là để nghe nghe phía sau để trả lời nè. Hồi giờ không nhớ ai rồi, thôi kêu tiếp đi nghe, lại bo. con nghĩ cái hậu sinh viên mà nó nguy hiểm nhất cho cái con đường tu tiến là cái hậu sinh viên mà nó đưa đến cái sự bất thiện thì nó sẽ nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất ha, không điểm. Cảm ơn.
Đúng rồi. Bà tiện trả lời luôn khỏi mấy kêu. Đâu quý vị thử trả lời coi. Đây tôi nhắn lên hết rồi, nhắn lên hết để tôi coi cả nhà. Coi coi này, coi có ai trúng không nè. Giống sổ số đồ tô quá. Cuối ngày vui quá. Nhờ coi cho nhắn nhắn lên này. Khỏi kêu nữa mất thời gian, nhắn lên này. Cái một cái được nhiều người có. Tôi là tôi có gợi ý nãy đó nghe, tại vì các bạn không để ý không chịu nghe. Và tiền là lưng hồi ha, lưng hồi cũng không điểm luôn. Tăng ha, theo con hội sinh viên nguy hiểm nhất là thu ghép con đường đạo thông tiếng luôn ha, trời ơi không điểm luôn. Đấy, tới người cuối cùng, vừa còn người cuối cùng ha. Hết thì trả lời hết, không có ai gì trả lời được điểm nào hết thì trả lời. Hình viên đi dung hồi ha. Mà bạn bắt gịch cho trả lời không dính dáng gì câu hỏi hết ha. Mỗi người cũng không điểm luôn. Con nghĩ là không có hậu sinh viên. Chúa mẹ mình đang học hậu sinh viên mà nó nói không có hậu sinh viên. Trời, nhỏ này nó bệnh rồi. Mới nhận con không trước, quay lại sao con không nữa. Đòi sổ rồi con ơi. Nguy hiểm nhất ha, là để có hậu sinh viên ha. Thôi hết sức ha, siêu hình học ha, triết học siêu hình học luôn, quá trình học luôn cũng không điểm. Cắt đứt trí tuệ ha cũng không điểm. Nhiều hiểm nhất ha, chi phối mãnh lực của viên khác ha, nhất là sự chi phối bộ mãnh lực của các viên khác ha, cũng không điểm. Nhắn nào học tôi thấy có cờ trắng cho nên tôi trả lời. Rồi sao. Thua, ok, một em thua, hai em thua. Cưng chưa, gợi ý đi ha. Trời ơi, nó dễ, y như câu nãy luôn vậy đó. Nói ra cái mới biết à. Nói ra cái mới biết à. Trời đất ơi luôn á. Giờ gợi ý cái này là nó lòi ra luôn nè. Gợi ý cái là còn một điểm á. Rồi chứ giờ tôi hỏi quý vị nha, có mấy hậu sinh viên? Bờ có mấy hậu sinh viên con? Vậy mà mẹ nào đi hỏi câu hỏi hậu sinh viên nào vậy? Mẹ nào đi hỏi câu này vậy? Có một cái hậu sinh viên hà, làm như nó 100 cái hậu sinh viên vậy đó. Rồi mới đi hỏi là cái hậu sinh viên nào. Cái này có một cái hậu sinh viên mà đi hỏi hậu sinh viên nào cũng đi trả lời. Trời đất ơi, hỏi đó, trời ơi bị điên đi trả lời, hiểu không vậy quý vị? Dạ hiểu. Trời xỉu đó, cũng y gan ha, nói gan cái ô thế à, hiểu vậy đó, mình đi trả lời gan ha. Trời ơi không phải là hậu sinh viên nào, được chưa? Không phải là hậu sinh viên nào, có một cái hậu sinh viên hả, được không? Trời ơi, mà cái gì đây, cái ý câu này phải được sửa lại thành cái gì? Là cái thứ mà mình ước ao á, được không? Cái thứ mà mình ước ao á, hậu sinh viên nó trợ cho cái thứ mình ước ao thành tựu. Có một cái hậu sinh viên thôi. Cái thứ mình ước ao nào là nguy hiểm nhất cho đường tu tiến? Đó, cái đó mới là cái câu hỏi đúng và mình mới trả lời. Người ta hỏi như vậy mình đi vô mình trả lời là mình giống như chuyện mình khẳng định cho người ta có 80.000 cái hậu sinh viên vậy đó, là sai, mình sai luôn. Hiểu không?
Ok chưa mấy bạn ơi? Đọc đề phải cẩn thận. Đâu phải cẩn thận, chết như chơi. Phải cẩn thận. Người ta sai rồi là mình không có được đi theo, mình phải ngưng lại liền. Ta đi sai rồi cái mình đi theo ta luôn, tôi đi luôn. Trời đất ơi. Vậy thì cái ước muốn nào là nguy hiểm nhất đối với sự thăng tiến hay con đường tu tiến? Ước muốn nào là nguy hiểm nhất? Chú sửa lại nghe, chú sửa lại đó. À, ước muốn nào? Nãy giờ ghi á nghe, trời ơi quý vị ghi đâu, quý vị úp lên trên kia nghe, tôi không có đánh cái chữ nào lên hết đó nha. Vậy thì cái ước muốn nào là nguy hiểm nhất cho con đường tu tiến? Này có trả lời đâu, có rồi cái nhớ có trả lời đâu rồi, lớp nào á trả lời gầu thôi, tôi nói qua luôn cái chỗ nhanh khỏi hỏi, nó mất công mất thời gian quá. Ước muốn không có tu tiến là ước muốn nguy hiểm nhất trong đường tu tiến rồi, xong rồi đó. Rồi câu số 9, cảm thán rồi xong rồi. À con mười làm sao, mười cái tới ai rồi, mười tới ai làm sao để biết mình Dạ đậm? tới con. Mời mời. Con cảm thấy là theo cái linh cảm của con là con này nó giống như câu nội dung bài học, thì con thử nói Mời mời. là làm sao để biết mình đã mở cửa nào, thì làm sao để biết thì mình phải dựng trong một lỗ tâm đi, thì mình phải dùng cái tâm thiện hợp chí ở cái thời, mình phải dùng cái tâm thiện hợp chí làm tâm động lực ở thời Javana để quan sát cái tâm ngũ thức phía trước, xem cái tâm ngũ thức đó nó bắt cái cảnh, bắt cái tâm nào, bắt cái cảnh tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm thiệt thức gì đó thì mình biết được. Còn nếu như mà mình không có kịp thời bắt trong một lỗ ấy, thì mình phải dùng cái tâm thiện hợp chí làm tâm động lực ở thời Javana của những lỗ sau để mà quan sát những cái lỗ trước đó thì mình biết mình đã mở cửa nào. Đó là mới đầu. Cái thứ hai là làm sao để biết mình cần phải đóng cửa nào, thì cái cửa nào mà nó là cái cửa nào mà có cái cảnh ưa thích nè, cảnh bất toại, cảnh phiền não đi vào chúng ta bất thiện bắt, thì mình nên đóng cái cửa đó. Ok, con xin hết. Cũng được, cũng được, cỡ 6-7 điểm rồi đó. Cái gì mình trả lời nha, mà trả lời mà nói một cái là không bàn cãi luôn á. Là mình trả lời gì nè, dùng quán tâm ngoài tâm để biết mình đã mở cửa nào, dùng quán tâm trong tâm để biết mình phải đóng cửa nào. Hết đó, trả lời là trả lời là hoàn chỉnh, là trả lời vậy đó. Rồi hiểu không? Không hiểu cũng không sao hết, tại vì mình chưa đó, tại chừng nào mình hành thiền, giờ hành thiền thiền quán đó, thiền quán chọn đề mục là tâm đó, thì sẽ có quán tâm trong tâm và quán tâm ngoài tâm á, thì mình sẽ biết à. Được không? Quán tâm ngoài tâm là biết đóng cửa nào. Là biết mở cửa nào, ngoài là mở cửa còn trong là đóng cửa. Như là không hiểu không? Rồi sao quán tâm ngoài tâm mà lại là mở cửa, được không? Quán tâm ngoài tâm, bây giờ á cái tâm gì nó quán, cái tâm gì nó quán được? Tâm thiện tập chí. Tâm gì nó quán được rồi, ok, mà nói cũng đúng, tâm thiện tập chí đi ha, tâm nó quán. Vậy thì quý vị thấy nó mở cửa, mà cửa là tâm gì? Tâm khai ngũ môn. Khai ngũ môn rồi, cái tâm gì sanh lên ngay chỗ cửa đó? Tâm ngũ song thức. Yes, thì có phải ngoài cái tâm hợp trí nãy không? Đồng ý không? Có phải quán ngoài tâm không? Tâm ngoài tâm chưa? Hiểu không? Hiểu hiểu tâm ngoài tâm không vậy quý vị? Tức là nó không phải là cái tâm đang quán. Ok. Rồi, đó là tâm ngoài tâm. Rồi, tâm trong tâm thì để biết á, là nên đóng cửa nào? Là gì á, nên đóng cửa đó là ở cái thằng nào vậy? Ở cái thời nào trong lộ vậy? Đóng cửa để nó không ra gì? Không ra nghiệp. Được chưa? Đóng định nó thầy. Đóng cửa không ra nghiệp. Đóng cửa để không ra nghiệp. Được không? Đóng cửa để không có ra nghiệp.
mà cái tâm mà để quán được cái chuyện đó, để chuyển đổi, để ngưng á, thì phải là cái tâm trong cái lộ động lực, trong cái đoạn á, mà động lực nó mới quán, tâm thiện, đại thiện hợp trí nó mới quán được cái chuyện đó. Mà hỏi đó, cái tâm nào á mà nó sanh ra nghiệp thì cũng là tâm ở trong cái thời giáo quá na, đồng ý không? Thì đó, đó là quán tâm trong trong tâm, tức là nó nằm ở trong cái thời giáo quá na luôn đó, là cũng là nó quán chính nó đó, hiểu không? Cho nên quán là tâm trong trong tâm, được không vậy? Dạ được. Vậy ha. Rồi, câu 11. Khi nào mình không lệ thuộc vào cửa? Nữa. Ủa nữa, hình như tôi nói nửa dấu ngã đúng không? Tôi sai nữa này nè. Tôi thường ngã tôi không có hỏi. Cái nửa hỏi là một phần nửa cái cửa. Ờ, với đây nửa này nửa ngã ha, để tôi sửa lại à. Tại vì tôi nhớ tôi thường là tôi nữa là tôi ngã không à, nửa nào tôi cũng ngã không à, thành ra là tôi nhớ bị sai à. Tới ai đó không biết, tới ai nữa, giờ tới ai nhớ, nãy đây tôi kêu không nhớ nữa. Giờ, giờ... ừ mà mời đi à. Tự động đi ha, tự động tới ai nói đi thì tôi không nhớ. Rồi con trả lời ngắn gọn đi nha. Ồ ngắn gọn thôi, không cần dài đâu con, đúng được hả? Khi nào mình không lệ thuộc vào cửa nữa thì khi mà mình đạt đến cái sự giác ngộ thì mình không còn lệ thuộc vào cửa nữa. Ồ, đạt cái sự giác ngộ mình không còn lệ thuộc vào cửa nữa ha. Rồi vậy là mấy ông giác ngộ là mù mẹ hết rồi. Đấy, giác ngộ đâu có lấy đường. Chỉ khi không có lệ thuộc vào cửa nữa. Đương nhiên là không rồi. Chứ nói gì nữa. Tức là cái con hiểu này là không tức là không hoàn toàn luôn á, không trăm phần trăm luôn nhá. Ồ không trăm phần trăm luôn là không còn con mắt con mũi gì chân luôn. Ồ đấy không thì hỏi cái là mình lòi ra liền là không có hiểu. Ôi chúa ơi chết rồi, đâu rồi? Ừ là không có hiểu. Không có lệ thuộc vào cửa rồi con phải hiểu cái lệ thuộc này là cái gì. Có không? Con không có hiểu cái lệ thuộc này là coi như là con không trả lời được á. Lệ thuộc này phải hiểu là bị động. Bị động bởi các cái cửa. Đồng ý không? Thì con mới trả lời vậy được. Còn nếu như mà người ta chỉ hỏi chổng không vậy đó, khi nào mình không lệ thuộc vào cửa thì con phải chia trường hợp ra, con trả lời là con chết liền á. Con phải trả lời đồng cách là con chia trường hợp, được không? Được không bo? Dạ ok. Mấy trường hợp? Con nghĩ là hai trường hợp. Hai trường hợp, trường hợp nào? Một cái trường hợp là mình còn cái người đang còn tu tập. Cái người bình thường. Không phải. Hai trường hợp đúng được rồi đó, nhưng không phải. Có hai trường hợp người không còn lệ thuộc vào cửa nữa khi người ta hỏi chung chung như vậy. Trường hợp thứ nhất là khi đã đắc quả vị giác ngộ, nhập vào vô dư y niết bàn thì không còn lệ thuộc vào cửa nữa, đúng 100% chưa? Có ai cãi được nữa không? Đứa nào cãi là thôi nó cái cho nó rớt răng, được không? Còn trường hợp thứ hai là gì? Thì đứa nào không có cửa thì đâu có lệ thuộc vào cửa nữa đâu. À, kìa có tiền mới ghi kìa. Đó đúng rồi. Không còn cửa nữa sao mà có mà lệ thuộc nữa. À, như vậy thì không phải chỉ có vô sắc đâu, vô tiền, còn mấy trường hợp khác nữa cũng không có cửa nữa. À, ví dụ như cõi vô tưởng chẳng hạn. Cõi vô tưởng đâu có tâm đâu mà có cửa hay không có cửa. Có con cục thịt thì cửa đường nào à. Cõi vô tưởng cũng không có cửa à. Cõi vô sắc. Cõi vô sắc thì dĩ nhiên là cụ không có cửa, mà là cửa này là cửa ngủ nha.
cửa ngủ nha, chứ cửa ý là vẫn có nha. Vẫn là có cái quách tháp anh á ở chỗ anh nà đó, giờ vẫn có đó. Rồi trường hợp nào không có cửa nữa? Trường hợp mà người ta bị đuối mù đó, trời ơi, lọt chồng té nổ rồi còn cái cửa đó đâu mà lệ thuộc nữa, trời ơi, hiểu không? Trả lời gì đó nha. Hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nhập vô duy niết bàn, hợp thứ hai không còn cửa nên lấy gì lệ thuộc. Rồi cái câu tiếp theo đó, ai đó tới ai trả lời đi. Trả lời. Mời. Đến mức nào thì mình có thể biết và đóng cửa được như sư nói, hay thực chất việc đóng cửa là do duyên thệ mà thành? Thứ nhất, giả dụ như cái người mà hỏi cái câu này mà đang suy nghĩ theo cái hướng tùy duyên á, thì dẹp cái ý nghĩ đó đi, tại vì nó không có tùy duyên, là do cái sự vận hành của duyên và nghiệp báo, nhưng mà không phải tùy duyên. Cái này mình giải thích nhiều rồi. Còn những cái chỗ mà quan trọng ở phía trên á, là khi nào mình có thể biết, thì miễn mình thấy được là mình sẽ biết, trong cái bài giảng ngày hôm trước. Rồi mình có thể đóng mở cửa được, đến mức độ nào thì mình có thể đóng mở cửa được, thì có hai trường hợp. Thứ nhất, lúc nào mình cũng có thể đóng mở cửa được hết trơn á, phụ thuộc là mình chậm hơn bao nhiêu lâu thôi, và mình đóng có bị lộn cửa không thôi. Còn cái trường hợp thứ hai á, đó là cái mức độ mà mình có thể đóng mở cửa ngay đúng cái sát na và ngay đúng cái ý nguyện của mình á, cái đó nó mới là khó. Mà cái đó thì lại quay trở về với cái chuyện là thiền quán. Và trong cái quá trình mình thực tập là mình thực tập cái sự thiện xảo đó. Còn mà bực vô cái mà làm được á, là a la hán. Ok, rồi, ok, trọn vẹn, đầy đủ, quan hỷ. Đó là có hướng đối tượng, rồi có giải quyết được câu hỏi. Vậy thì tóm lại, đến cái mức nào thì bạn phải có mức, thì bạn mới có hỏi là đến mức nào. Mà mức trong sự tu tiến là uy tế. Là không có cây thước nào để đo. Nếu có cây thước đo thì mình mới xét được tới mức. Này không có thước đo, cho nên không thể xét mức theo cây thước đo đó được. Mà cái chúng ta nên hỏi đó, cái câu này nên được sửa lại, là sự thực tập của mình khi có sự hiểu biết căn bản như học được tất cả các tâm, học được tất cả các tánh, thì mình có đã đóng cỡ mượn, đóng cái cửa bật cái cửa được chưa. Rồi khi mình học hết cái duyên hệ này, mình có đóng cái mở cái cửa được chưa. Thì hỏi vậy đó thì nó đỡ hơn xíu, đỡ hơn xíu thôi, cũng nhiều lắm đâu. Chứ hỏi gì đó là không trả lời được đâu. Trả lời là nãy giờ như cô mì nói vậy thôi. Rồi á, thực chất của việc đóng cửa mở cửa là do duyên hệ. Thực chất của việc đóng cửa mở cửa là do duyên hệ, thì thực chất của cái câu hỏi này là cũng do duyên hệ. Thực chất cái sự luân hồi của chúng sanh cũng là do duyên hệ. Vậy á, thì nếu do duyên hệ, vậy thì giác ngộ chắc cũng do duyên hệ, giải thoát do duyên hệ. Ủa gì nó hệ lúc nào ta, hệ kiểu gì ta, sao ngộ vậy? Lúc mà nó hệ cái ly luân hồi ha, nó hệ cái giải thoát ha, nó hệ cái đặt câu hỏi không biết được trả lời, nó hệ cái đặt câu hỏi trả lời được, nó hệ kiểu gì hay ha. Vậy thì cái duyên hệ nó chỉ là điều kiện thôi ha, nó chỉ là điều kiện thôi. Phải có sự hiểu biết thì lúc này duyên nó mới hệ được. Ví dụ tôi nói có cái bóng đèn, có cái bình ắc quy, không có dây điện thì cứ tiếp tục ở thầm đi, chứ sao giờ mà gắn điện vô được, hiểu không?
Duyên hệ nó chính là dây dẫn, nó làm nhiệm vụ nối kết à. Mà mình cứ đè vô mình nói duyên 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 không, rồi không kiếm bình ắc quy, cũng không kiếm bóng đèn, thì tôi nói duyên tới chết luôn cũng không có sáng nổi nữa à. Cho nên á, các pháp vô duyên mà sanh, các pháp cũng vô duyên mà diệt. Thầy ta dạy như vậy đó là ông Gautama. Ông nói rất rõ ràng ở trong ngay trong cái bài đó là các pháp vô duyên mà sanh. Vậy đâu có phải có cái pháp nó sanh không? Thì cái pháp nó phải có, rồi duyên nó mới trợ cho cái pháp đó nó sanh. Các pháp cũng vô duyên mà diệt. Vậy đâu có phải có cái pháp không? Rồi phải có cái pháp rồi xong cái đó diệt là do duyên trợ nó diệt. Đó, đi học là phải hiểu, không hiểu là chết liền. Rồi cái người ta mới hỏi chứ vai trò của duyên nó là gì? Đó là nối kết. Vậy thì bây giờ tại sao mình phải học duyên? Đó chỉ nối kết thôi, nó đâu có quyết định như là mấy cái là cái bình ắc quy hay cái bóng đèn. Không, hiểu gì lại sai. Mình phải hiểu gì nè, cái bóng đèn mà nó hư, cái bình ắc quy nó hư, mình biết liền, mình sửa được. Cái dây dẫn mà nó hư rồi sao biết? Không, dây dẫn nó hư không biết, vậy thì cần phải thấy kiếm thợ điện à, kiếm thợ điện chuyên môn thì ông sửa dây dẫn, ông biết chỗ nào dây dẫn nó hư. Ai biết đó? Ông Phật, ông biết, ông Phật ông biết à, ông biết cái dây dẫn nào hư, chỗ nào phải thay dây mới, đoạn này lủng ruột rồi, đoạn này xì ruột rồi à. Vậy thì mình phải nương dựa vô cái trí tuệ của ông Phật, là phải y duyên hoặc cận y duyên với trí tuệ Đức Phật. Đây thì lúc này mình mới có thể sử dụng được duyên để làm cho các pháp phù hợp sanh khởi, đưa đến đoạn diệt và giác ngộ giải thoát ha. À, nói vậy rồi hậu sinh duyên là gì? Trời đất ơi, tới ai nè, hậu sinh duyên là gì? Tới tôi. Rồi trời ơi, trúng số luôn ha. Hậu sinh duyên là mãnh lực giúp đỡ ủng hộ của cái sao làm duyên cho cái hiện tại. Thì theo như tôi hiểu là thì nó giống như là một cái nguyên nhân, một cái lý do gì đó, nó làm cái mãnh lực để thúc đẩy mình chuẩn bị, mình làm cho một cái thứ gì đó mà nó chưa xảy ra ở hiện tại. Ví dụ như tôi biết về cái làn tỉnh thức đi, thì ở thời điểm hiện tại tôi có cái sự học, sự hành, sự làm, tất cả mọi thứ để hướng tới cái làn tỉnh thức. Thì cái làn tỉnh thức đó là hậu sinh duyên của tôi. Rồi tiếp theo nữa, ví dụ như là ở trong giai đoạn cúm này đi, ví dụ như cái giai đoạn trước là ở khu vực Cần Thơ chưa có bị cúm, mà mình nghe là ở Sài Gòn nó đã cúm rồi. Thế thì cái mình lật đật mình đi chạy, mình chuẩn bị lo lương thực nè, lo khẩu trang rồi các kiểu để mình chuẩn bị trước. Thì cái nguyên nhân cúm đó là cái hậu sinh duyên để mình chuẩn bị mọi thứ đó. Xong rồi. Ok, rồi đúng, hoàn chỉnh, tốt đẹp. À, có ví dụ đầy đủ à, bạn nào hỏi câu này đó à, quan hỷ à. Rồi tiếp theo, bạn tiếp theo, ta có thể biết hay giúp hay hướng dẫn một người nào đó đóng cửa, mở cửa và nên như thế hay không? Ủa, và nên như thế nào, mở cửa nào và nên như thế nào không? Ô, bá gịch đã có câu trả lời. Để đọc ạ. Đầu tiên là người nào đó đã đóng mở cửa thì cái việc đó đã xảy ra rồi, mình đâu thể hướng dẫn họ nữa. Quá chính xác. Giả thử như là biết và hướng dẫn họ để đóng mở cửa cho pháp vị lai, thì việc mở đóng cổng là việc của tâm khai môn. Vậy để biết được tâm của người khác thì trình mình phải tầm bậc thánh mới được à. Còn hướng dẫn người khác mở môn thì người đó cần phải biết cách nào thích hợp với môn nào, cảnh thích hợp cho vào thì phải khai môn thích hợp, cảnh nào không thích hợp thì phải đóng môn. Môn có thể mở bằng cách chuyển tác ý lên cảnh, đóng bằng cách chuyển tác ý đi hoặc chuyển cảnh. Được, cũng vẫn còn hơi gói gói nhưng tầm 8 điểm được. Vậy thì ta có thể giúp hay hướng dẫn hay không? Thì hiện tại là không. Vị lai thì có thể có đấy. Hồi nãy mới học bên kia luôn à, nhân sanh ra sự vô trợ
lại là hữu trợ đó quý vị. Hết sức dễ thương không? Muốn có vô trợ thì nhân sanh nó, nhân cuối cùng của nó là nhân hữu trợ. Được hữu trợ bởi vật thật, bởi thời tiết, bởi người khác, bởi tâm đó. Thì cũng tương tự như vậy, với các cái nào mà thuộc vào pháp vị lai thì mình mới có thể hướng dẫn bây giờ để cho vị lai người ta xài. Chứ giờ nó ra mẹ rồi, nó ngay hiện tại nó mở rồi, còn gì ở đâu hướng dẫn được. Vậy thì hướng dẫn trong pháp vị lai bằng cách nào? Học né. Trời ơi, học cũng sức đầu xấu chán luôn rồi đó. Đó là cái cách đấy. Cái cách để mà mình thực hành đóng mở cửa. Cho nên ai mà chưa có học á thì cố gắng học. Ai đã học rồi thì phải cố gắng hành. Mà muốn hành thì phải nhớ, phải ngẫm. Nhớ nè, rồi ngẫm nè mới hành được nha. Không nhớ hết trơn, ngẫm cũng ngẫm gì trơn, hành tầm bậy tầm bạ không, hành lá, hành củ, hành tây, hành ta được hết trơn đó. Thêm xíu đó cho đó. Rồi, tại sao chúng ta lại không muốn có hậu sinh viên? Ủa, câu này trong bài như có giải thích rồi đúng không quý vị? Đúng không? Sinh viên nó đi luân hồi đó. Vậy xem như khỏi trả lời câu này. Nếu không có tu tập thiền thì thấy và biết đó có bị rơi vô tưởng tri và thức tri không? Nếu không có tu tập thiền. Rồi tới ai trả lời câu này, trả lời được nè. Ủa, câu này nãy chưa có chia hả? À, sao ba ghi là tới ký đó. mới tập quán thiền gì quá trời này, vô trúng câu thiền luôn kìa. Rồi mấy bạn khác cũng thử trả lời. Chờ đợi đó, để suy nghĩ, để mình coi người ta trả lời có hợp lý không, có giống có khác với câu trả lời của mình thế nào, cho đặng có sự lợi ích. Là thấy cái hậu sinh viên rồi đó, hồi nãy trên đấm ba bụi nhùi trên thầm một lần á. Thôi nó mất tích rồi, nó ghê mất tích rồi. Thôi lợn trả lời, lợn ơi. Bó à, trả lời bó ơi.
chúc mới như này. Chúc hoài ha. Quên chúc. Chúc cho lời. Chúc con này không ta? Có ha. Trả lời đi. Hello. Nghe nãy em đọc câu hỏi đi con. Bây giờ con nghĩ là nếu mà một người á mà thực sự có cái sự tu tập thiền chân chánh thì cái mức độ mà hiểu biết của họ là chắc chắn là phải từ tập liễu chi tới thập chi rồi, không thể nào mà dừng lại ở cái mức tự kiến chi được. Thì tương tự như vậy sau này nào cũng có cái tu tập thiền thì chắc thì là cái mức độ để biết của họ sẽ rơi từ mức độ tuệ chi tới mức thức chi xuống từ tự chi, đó là điều mà đại diện đại ca đó. Hết chưa? Hết, bạn nói hết nha. Tạm thời có suy nghĩ được như đó thầy, hết rồi. Hết rồi hả? Trời, vậy là kiểu này là bà My bà có tu thiền chắc bà là liễu chi thắng chi không rồi. Chi không có tu tập thiền ở có của tiểu tiếp ha. Thiền đó là thiền gì? Nó tu tập thiền á. Cảm ơn. Rõ hơn có câu trả lời của tu rõ hơn. Đây, với thi á thiền mà là thiền gì à, thứ hai á, nếu như là minh sát tuệ thì tới tầng nào rồi ha, tầng thượng thừa rồi thì nó khác ha, mà mới tu ba nhấp ba nhen rồi nó khác ha. Chuyện mà không có tu thiền thì thấy biết đó có bị vô tưởng trì và thức trì không, thì cho người là có tu thiền hay không có tu thiền, hay tu thiền cho tới râu dài tới đất luôn, đi làm cây chổi quét nhà luôn cũng chưa chắc là nó đã vượt ra khỏi tưởng tri và thức tri nữa đó. Cho nên không có phải hễ tu thiền là nó được, còn cái câu cái tu đúng không nữa trời. Rồi là giả như giữ như là tu đúng luôn rồi đó, hỏi có đạt được không, tại vì tu thiền là phải đạt được chứ không phải á là hãy tu đi, có ngồi thiền có gì thiền cái là được, là trí tuệ phát triển. Trời, chắc đời này khỏi ai đi học ha, ngồi nhà tu thiền thôi, khoanh chân lại nhiều mắt là nhắm rồi chơi vui được ha. Trời, đâu có gì đâu bạn, học muốn gần chết chứ, học muốn sặc máu luôn á chứ. Ủa, phải biết rất rõ ràng, biết vô thiền thì làm gì chống chứ, à không chứ đâu phải tự dưng đâu. Như vậy không có tu thiền hay có tu thiền thì cũng có thể hiểu được tất cả những điều này, và mức độ hiểu là khác nhau, tại vì đang nói về hiểu. Còn mà thực chứng thì mới nói về thiền, thiền liên quan tới thực chứng, còn hiểu thì nó không dính dáng tới cái chuyện mà thiền tập đó. Hiểu thì mình hoàn toàn có thể hiểu được, không? Dùng trí tuệ để hiểu được,
dùng sự phân tích để hiểu được, chứ không phải thực chứng. Thực chứng là lãnh vực của thiền. Rồi, được không các bạn ơi? Hết câu hỏi. Và có bài tập, tôi có gửi bài tập trên các cái lớp bổ trợ đó, ở trên classroom có bài tập buổi mới. Không biết có quý vị nào đã xem qua chưa ta, hay xem qua bài tập mới chưa? Làm sao biết một người đang hành thiền định hay thiền tệ? Ơi kệ mẹ ta, con quan tâm chi chuyện đó? Trời ơi, ta thiền hành thiền định thiền tệ kệ anh ta, đi quan tâm là mình không có thiền thôi, mình biết mình không có thiền gì thôi. Ta định tệ gì kệ thiên hạ, chuyện cái chuyện của anh ta không phải chuyện mình. Tại vì nhiều người cũng bị cái tật soi mói, phải không? Tật soi mói. Hay ta ngồi thiền vậy đó, cái đi nghe nghe nhìn nó trời thì thiền định nè, nó không phải thiền tệ đâu. Chi vậy? Chi cho người ta ghét vậy? Chi ta cho ta mở mắt ra ta lấy dép ta chọi vô mặt mình vậy? Ha, không có nên vậy, không có nên vậy. Chừng nào mà người ta đụng chạm tới mình, ví dụ người ta ê mày lại tu tao nè, tao tu thiền tệ không được nghe, mà chỉ mình thiền định lúc đó hai chữ. Không, còn cái chuyện mà người ta làm gì kệ tí là ta đừng quan tâm. Trời ơi, về quan tâm chính mình, quan tâm chính mình giùm, nhờ chính mình nè mới cần quan tâm, biết chưa? Nó định lên nó sức thần thông nó tán vô mặt. Ồ, có người trả lời rồi luôn ha, nhanh nhảo vậy. Quan hỷ có 5 người đã nộp bài. Ôi quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Quý vị làm tôi thật quan hỷ. Hỷ có cục. Tại vì cái đề này đó là nó có cái câu ứng dụng ha, cái câu ứng dụng, và tôi rất hy vọng là cái câu này nó cho quý vị những cái sự hiểu biết và sự nhìn nhận cũng như đường hướng thực tập cho mình. Đây, câu ứng dụng nó hay, tức là trả lời quý vị đó, nó sẽ làm cho cái câu đó trở nên hay. Quý vị đầu tư suy nghĩ trả lời của ứng dụng cho nó được tốt, nó là cái để mà mình tập, mình rèn. 5 nộp 9 đã giao, các bạn nhớ về làm. Rồi còn một chút xíu thì giờ ta nên làm gì đây? Ta nên học tiếp ư? Thôi học tiếp đi, có một câu nhỏ nhỏ nè, câu mà sư cho suy ngẫm nè. Rồi, tôi rất thích luôn mấy cái chỗ mà suy ngẫm. Tưởng phải nộp liền trước giờ học nên cũng hơi không, quý vị coi cái giờ á, quý vị coi cái giờ á mà phải nộp bài á, cái hạn nộp á, cái nào mà tôi để hạn nộp tới tuần sau á là cái đó chưa có cần gấp á, không? Còn cái nào mà cái hạn nộp á mà là cái tuần này đó, có giờ có ngày đó thì là nó cần gấp nha. Trời ơi, phải coi coi nha. Mới đầu vô chưa có coi giờ, tắn não làm muốn chết, xong cứ qua đây cái ông kêu trả lời câu hỏi cái nhìn lại ui tình sao mới ngờ. Trời ơi, không có chánh niệm tỉnh giác gì hết trơn ha, phải chánh niệm tỉnh giác. Có bài tập mở lên làm luôn. Học sinh chăm ngoan, học sinh chấm ngoan. Đâu cái làm cái sách có ứng dụng lầm. Đang làm xong cái mở đây ông kêu trả lời ngon quá trời. Nổi lên bực bội, nổi ứng dụng mà còn kêu trả lời nữa. Này người kia không nên nói như vậy. Đó. Bạn Phường hả? Bạn Phường coi lại bài cũ á hả Phường? Bài cũ có dạy rồi đúng không? Ừ đúng rồi, cái nhập chưa mới đâu sao chết lại đâu. có hướng dẫn rồi nghe, đây có đứa nó mách cho biết rồi nghe, là có hướng dẫn rồi đó nghe. Làm sao ta có hướng dẫn rồi luôn đó, trả lời lợi là phải trả lời hay hơn á. Rồi giờ là đi ghi cái câu sư cho suy ngẫm.
mấy câu sư cho suy ngẫm là mấy câu vàng ngọc không à quý vị. Trời ơi nó quý lắm, máu máu thịt không đó, xương máu đổ ra đó, nên là hãy cố gắng nghe cho được quan hỷ lợi ích. Muốn đánh đổi buông bỏ, muốn đánh đổi buông bỏ theo kiến thức của ta, kiến thức của ta hay dùng trí tuệ Đức Phật. Đánh đổi buông bỏ đó, chỗ gì một đống câu hỏi luôn hả? Theo quý vị dụng gì hỏi như không hỏi ha, hỏi như không hỏi gì đó, hỏi như không hỏi đó để làm chi vậy? Để nhắc nhớ đó, để nhắc nhớ đó. Nhắc nhớ gì vậy? Mở ngoặc nhỏ ra, học Phật học, không học là toàn xài kiến thức của mình không à ha. Mà mấy đứa mà xài kiến thức của mình vậy dễ chết lắm, buông ra là nói xàm à. Được chưa, được chưa? Đó, lên sao đánh đổi và buông bỏ theo trí tuệ Đức Phật. Chứ không phải là theo mình đâu nha, theo mình lại chết liền á. Có gì hiểu không vậy? Hiểu thầy. Hiểu bài thôi, đừng hiểu thầy. Rồi, hỏi ha. Sống lâu dài, dài lâu luôn, dài thường thượt luôn, dài dữ lắm, dài luôn ha. Vậy thầy mới đặt tiếp câu hỏi nè, từ đó làm sao để nhận biết là mình đang dùng trí tuệ Đức Phật hay dùng tư kiến cá nhân? Làm sao nhận biết đâu là trí tuệ Đức Phật, đâu là tư kiến cá nhân? Như đây là câu hỏi của Bo phải không? Làm sao nhận biết đâu là trí tuệ Đức Phật, đâu là tư kiến cá nhân? Người dễ nè, trả lời. Này trả lời không được, quánh đòn á. Kéo lên à, này tôi sẽ ghi nợ đó, đó. À, tới nữa vô học kéo đầu lên hội trường quánh đòn. Thân kiến là một hay con? Là một kiểu của tà kiến. Rồi sao? Trả lời. Cũng gần đấy,
lại, trở 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 lại. Thầy ơi, con xin nói trước nha thầy. Mời. Cái cách mà con biết đâu là cái kiếp, đâu là trí tuệ của Đức Phật, đâu là cái tư kiến cá nhân ấy, là mình dùng cái sự tự suy xét mỗi một cái suy nghĩ mà mình khởi lên. Chẳng hạn như là khi mình khởi lên một cái quan niệm cho một cái vấn đề nào đó, hoặc là một cái cách giải quyết cho một cái vấn đề nào đó, thì mình sẽ tự đặt câu hỏi lại cho bạn vì sao mình lại có cái quan niệm như vậy, cái quan niệm đó nó có dựa trên cái nền tảng cơ sở hay không. Nếu như mà mình đối chiếu lại với những gì mình được biết ấy, mà mình thấy là cái kiến thức đó nó là cái kiến thức mà mình được học trong các cái môn Phật học ra, mình có cái cách giải quyết như vậy nè, thì nó là cái có thể thôi, nó phần nhiều nó sẽ là trí tuệ Đức Phật. Còn nếu như mà nó không có một cái cơ sở nền tảng nào mà hoàn toàn là cái mình tự phát lên ấy, thì nó sẽ là cái tư kiến cá nhân. Thì đó là cách mà con nhận diện. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Ai không? Hướng của Hương. Ai nữa không? Đâu là cái tư kiến cá nhân? Đâu là cái trí tuệ Đức Phật? Đang trả lời hay là không có trả lời gì, im gu vậy? Ồ, đang suy nghĩ ha. Tại tôi bên đây, tôi không có biết bên đó à. Cho nên quý vị bên đó là mô chi răng rứa, quý vị nên vui lòng cho tôi đặng biết. Trả lời thẳng thôi. Mời. Để mà biết đâu là cái trí tuệ của Đức Phật á, thì một cách chính thức cho đến thời điểm này, đó là cứ cái gì mà có trong tam tạng thì thuộc về trí tuệ của Đức Phật. Rồi về mặt thực tiễn á, là có trong cái tâm bạn đó rồi á, mà khi mình hiểu và mình làm á, mà nó giúp mình đoạn trừ và tránh xa được bệnh xấu ngu sai khổ á, thì xác thực nó là trí tuệ của Đức Phật. Còn tất cả những thứ còn lại, cái nguồn của nó là tôi hay là chúng ta hay là chúng tôi gì đó, thì nó đều thuộc về tư kiến cá nhân. Cảm ơn cô My. Có thêm cái ý kiến của bạn K Ikisaki gì ghi tam tạng ha, nên chỉ tự Phật phô tự kiến cá nhân mình chưa chắc đúng, nên chẳng đừng chỉ tự Phật đúng. Ok. Thì đó, hồi nãy cô My cũng có nói rồi. Vậy thì là mình căn cứ vào trong tam tạng kinh điển Pali nó gì về cái mặt giá trị khảo cổ rồi đấy. Thì nó có chính thống hơn, đúng đắn hơn trong cái tâm tạng Bali là cái cứ liệu số 1 mà để mình xét có phải là trí tuệ Đức Phật hay không. Rồi mình mới lọc ra trong tâm tạng Bali có những cái thứ nào mà nó mâu thuẫn với hệ tư tưởng của Đức Phật. Tức là hệ tư tưởng gì? Là hệ tư tưởng giải thoát nè, giác ngộ nè, sự tự thân vận hành để giải thoát cho chính mình nè, rồi bát chi thánh đạo nè, rồi nói về khổ nè, khổ tứ đế đó. Thì cái nào mà nó
mâu thuẫn với hệ thống tư tưởng giáo pháp đó ở trong kinh điển nha, thì phải nghiên cứu lại, phải nghiên cứu lại. Ngoài ra tức là ngoài cái tâm tạng ra và những cái điểm cần phải nghiên cứu lại ra, thì còn là tư kiến cá nhân ha, cho dù đó là cá nào ha, dù cá nước ngọt hay cá nước mặn ha, cá mắm hay là cá khô thì cũng là cá ha, toàn tư kiến cá nhân cả đấy quý vị. Cho dù đó là cái ông là ông phó giáo sư siêu tấn sĩ, ổng nói ra một cái điều gì đó của ổng, ổng nói tôi nghĩ như vậy, tôi có ý kiến như gì, quan niệm của tôi là như vậy, là tư kiến cá nhân hết ha. Mà tư kiến cá nhân đó thì mình cũng phải đem cái cá nhân đó mình so với ông Phật chứ. Mình thấy đó, để hai người kế bên nhau, ông này nhỏ xíu à, tại tượng Phật phải đúc bự lắm à, đứng dưới chân không à, cho nên đó là thành ra cái tư kiến ông này học sinh bằng ông Phật, thôi theo Phật học cho gọn à, vậy thì quý vị được không, hiểu chưa và biết được chưa? Vậy thì bây giờ từ đó nó mới nảy ra một cái chuyện là người mà không có học Phật học gì hết không học Phật học gì hết, vậy chứ hỏi người ta có nương vào trí tuệ Đức Phật hay không? Có thể có, tại vì miễn những cái gì mà họ nghĩ, họ nói và họ làm á, thì khi mà mình đối chiếu lại với những cái lời dạy theo trí tuệ của Đức Phật, mình thấy nó tốt thì nó tốt thôi. Ok, xà thủ. Chứ là quý vị không có nơi cực đoan ha, tôi sợ quý vị á, là đi theo hướng là cho ai có học Phật mới biết nghe, ai có học Phật mới có trí tuệ Đức Phật nghe, cái đó lại là rớt vào cực đoan ha. Không phải, mà mình phải xét trí tuệ Đức Phật là cái thang đo, là cái tiêu chuẩn, là cái tiêu chí ha. Mình học mình biết á, để mà mình xem xét ở đời đó, xem coi người này á họ sống làm sao, họ có sống giống như ông Phật ông nói không. Thấy người này sống giống như ông Phật nói nè, mình biết cái quả ta sẽ nhận được là gì, mình biết trước là tại vì mình có học. Còn người ta có thể người ta không có học, nhưng xin thưa là người ta có làm không? Cho nên có nhiều người người ta đắc lên cõi trời à, thậm chí là sắc giới và vô sắc giới luôn à, mà người ta đâu có phải đạo Phật đâu. Nhiều khi người ta đạo Công giáo, đạo Hòa Hảo, đạo Dừa đó chẳng hạn à, nhưng mà người ta có thực hành à, và thực hành trong cái điều á, điều dạy, điều học của bậc trí, thì mình có nhớ không, nói về cái tốt đó, cái phân ra hai loại đó, của bậc thánh và của bậc trí đó, đúng không? Đôi khi á là của bậc trí thôi, nhưng mà của bậc thánh thì nó khó hơn ha. Chúng luôn ha, ai chúng tự biết ha, chúng là tự biết rồi tự nhớ chữa lành, sửa đổi vậy thôi đó à, cái câu này đó cho ít lợi cho quý vị rồi đó, là tạm như này à, ai chưa làm bài tập thì nữa về làm bài tập, tại thứ hai tuần sau mới nộp cái bài đó, tôi mới cần cái bài đó ha à, thứ hai sau tôi còn trả lời cho cái câu hỏi của tuần trước nữa ha, chứ còn câu hỏi nữa đó, quá hoàn thị rồi, quý vị hỏi nhiều quá động não á, mau được rồi nếu mà tới mấy chiều là tới quý vị trả lời à, tới tôi ngồi tôi nghe thôi, nghe cái tôi hỗ trợ thêm, nếu chỗ nào chưa rõ tôi đặt cho rõ à, để tôi nghe tôi học hỏi có sự tán thán à, cũng có cái sự tỉ mỉ với quý vị à. Ok chưa nè, còn ai có khúc mắc khó khăn hay là việc trong bài không, có thì nghĩ rồi thôi, không có gì ha, không có gì thôi, mình nghĩ chúc quý vị có cái sự tấn hóa trong đời sống tinh thần và thân tiến, giữ gìn sức khỏe mùa dịch cúm, bye bye.